Anh chị xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đỗ Nga với tựa đề Nguyên nhân ì ạch của một bộ máy. Cứ mỗi 5 năm, Đảng Cộng sản có một kỳ đại hội chia chắc quyền lực. Nó được gọi là Đại hội Đảng. Ngoài mục đích chia chắc quyền lực thì trong đó họ còn lập ra kế hoạch điều hành đất nước trong 5 năm. Họ gọi nó là kế hoạch 5 năm. Đây là cách làm vô cùng máy móc mà hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn làm. Cái cách làm này dựa trên những gì mà Lenin đã áp dụng trước đây hàng trăm năm. Cái kế hoạch 5 năm này được ghi vào nghị quyết đảng và sau đó chính phủ và các chính quyền địa phương cứ theo đó mà làm. Thực tế, công việc điều hành của chính phủ và điều hành chính quyền địa phương thường gặp nhiều vấn đề phát sinh mới mà Trung ương đảng không thể tiên liệu được. Tuy nhiên, nếu bộ trưởng nào hay chủ tịch tỉnh nào mà dám làm khác đi để ứng phó với tình huống, thì người đó sẽ rất dễ bị rơi vào bẫy. Đó là bẫy gì? Bẫy nguyên tắc tập trung dân chủ. Vậy cái gọi là nguyên tắc tập trung dân chủ là gì? Theo Cộng sản họ giải thích thì đó là tự do trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động. Để có cái gọi là tập trung dân chủ thì quá trình thực hiện phải trải qua 3 bước. Bước thứ nhất là đưa vấn đề ra Trung ương đảng bàn bạc. Bước thứ nhì là chốt vấn đề và ghi thành nghị quyết đảng. Bước thứ ba là áp dụng nghị quyết đảng vào chính phủ hoặc chính quyền địa phương triển khai. Nếu ai mà làm sai nghị quyết thì người đó vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc tập trung dân chủ nghe thì có vẻ dân chủ nhưng thực chất thì nó rất là phi dân chủ. Nó phi dân chủ ngay từ trong cái bước thứ nhất kìa. Khi bàn bạc ở Trung ương đảng thì ý kiến người thấp cổ bé họng sẽ bị phớt lờ. Vì thế, nội dung nghị quyết cuối cùng cũng là ý của lãnh đạo mà thôi. Chính vì vậy mà để hiểu đúng về tập trung dân chủ thì phải hiểu là lãnh đạo mượn quyết định tập thể để triển khai ý đồ riêng mà thôi. Trên trang Merriam-Webster, người ta đã định nghĩa tập trung dân chủ như sau. Tập trung dân chủ là một nguyên tắc của tổ chức Đảng Cộng sản. Trong đó, các thành viên tham gia vào các cuộc thảo luận chính sách và bầu cử ở tất cả các cấp, nhưng phải tuân theo các quyết định của cấp trên. Hết. Kế hoạch 5 năm, nghị quyết đảng và nguyên tắc tập trung dân chủ là một bộ ba đã biến mọi địa phương, mọi ban ngành của chính phủ đều bị chết kẹt trong cái bộ khung ba chân trụ quái ác đó. Cho nên, dù cho ngành nào, dù cho địa phương nào có muốn cải cách đến mấy, thì họ vẫn không thoát khỏi cái khung trì trệ này. Rất nhiều lãnh đạo đầu ngành không dám quyết bất kỳ một vấn đề nào vì sợ cái lưỡi dao nguyên tắc tập trung dân chủ bập vào cổ thì xem như sự nghiệp chính trị tiêu tan. Thực tế, cái gọi là nguyên tắc tập trung dân chủ ấy đã biến rất nhiều đối tượng thành củi nằm trong lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay, các ban ngành và các địa phương đều không dám làm gì đột phá, hầu hết là họ né trách nhiệm. Cái cách chống dịch cực đoan của Đảng Cộng sản đang gặp nhiều bất cập. Những điểm yếu ấy bắt đầu xuất hiện và nếu mà dịch bùng phát mạnh hơn, rất có thể nó sẽ làm cho xã hội hoảng loạn, dân hoang mang một cách không đáng có và đặc biệt nó làm cho nhà nước hao phí sức lực và tiền bạc vào những công việc vô ích. Tuy nhiên, những người chỉ đạo công tác chống dịch từ trung ương đến địa phương đều không dám thay đổi. Bởi đơn giản, họ sợ thay đổi mà thất bại thì họ sẽ bị cái gọi là nguyên tắc tập trung dân chủ trảm đi cái sự nghiệp của họ. Thể chế chính trị lỗi thời thì nó không thể chứa được những cái cơ chế hợp thời. Cái cách vận hành bộ máy của nhà nước Cộng sản luôn luôn là như vậy. Nó cứ luẩn quẩn quanh những cái sai lầm cũ mà không hề có bất kỳ sự đột phá táo bạo nào cả. Mọi con người dù giỏi đến đâu mà bị đặt vào cái guồng máy này thì cũng phải quay theo nó. Nếu không theo thì sẽ bị nó loại bỏ. Kính thưa quý vị, một bài viết khác của tác giả Đỗ Nga với tựa đề Tương Phản, anh chị kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Mấy ngày gần đây, Thái Lan có số ca nhiễm lên đến trên 7.000, gấp nhiều lần Việt Nam. Chính phủ nước này đã ban hành lệnh phong tỏa từ ngày 12 tháng 7. Họ khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển và hạn chế tham gia các hoạt động ở cường độ cao, khuyến khích làm việc tại nhà tối đa,
Ngoại trừ những ngành nghề dịch vụ thiết yếu được tiếp tục hoạt động, cửa hàng tiện lợi và chợ đóng cửa từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng. Trung tâm thương mại siêu thị mở cửa đến 8 giờ tối. Chỉ hoạt động khu vực thực phẩm, ngân hàng, thuốc men, bao gồm cửa hàng điện tử. Nhà hàng ăn uống thì mở cửa đến 8 giờ tối, cấm phục vụ tại chỗ. Đóng các cơ sở massage làm đẹp. Các phương tiện công cộng dừng hoạt động từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng. Công viên công cộng được phép mở cửa đến 8 giờ tối. Yêu cầu không tụ tập 5 người trừ nhóm người đang thi hành công vụ. Nhìn vào lệnh cấm của chính phủ Thái Lan, người ta thấy nhu cầu thiết yếu cho xã hội vẫn được chính quyền nước này duy trì. Người dân vẫn kinh doanh buôn bán trong khung giờ nhất định. Họ chỉ cấm tụ tập thôi. Trong khi đó, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản máy móc đến mức cấm bán thức ăn mang về. Việc làm này dẫn tới hậu quả là thức ăn đưa tới miệng người dân xem như bị chặn lại, tạo nên hiện tượng khan hiếm để bọn gian thương có đất dụng võ. Thêm vào đó, chính quyền quy định phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 như là giấy thông hành 3 ngày, thì điều đó có nghĩa là đường mang thực phẩm từ ngoài vào vùng phong tỏa bị bóp lại. Điều này gây nên tình trạng khan hiếm thực phẩm trở nên nghiêm trọng hơn. Có thể nói xã hội như là cơ thể con người vậy, thực phẩm như là máu nuôi cơ thể ấy và sự lưu thông mặt hàng thực phẩm là các mạch máu. Nếu nói hệ thống giao hàng từ bên ngoài cung cấp vào cho vùng bị phong tỏa là động mạch, thì hệ thống giao hàng từ cửa hàng đến mỗi người là mao mạch. Với quy định giấy thông hành 3 ngày và cái lệnh cấm bán hàng mang về, thì Cộng sản đã bóp luôn cả mao mạch. Một cơ thể mà bị bóp nghẹt cả động mạch lẫn mao mạch thì cơ thể đó không chết là may mắn lắm rồi. Nếu so sánh cái cách xử lý của chính quyền Cộng sản Việt Nam và chính quyền Thái Lan thì chúng ta thấy nổi lên sự tương phản rõ rệt. Chính quyền Thái Lan để hệ thống mạch máu xã hội tự lưu thông để dân không phải hoang mang, xã hội không phải hoảng loạn. Ngược lại, Cộng sản Việt Nam lại chặn nó làm dân sống vất vưởng như súc vật đói ăn. Vậy nhà nước nào là vì dân? Thì chắc không cần phải giải thích thêm phải không thưa quý vị? Tuy nhiên chính phủ Thái Lan hiện nay cũng bị dân Thái chửi vuốt mặt không kịp, chứ dân xứ này không có tung hô vạn tuế hay muôn năm cái gì chính quyền mà người dân bỏ tiền ra nuôi họ cả. Và tất nhiên chính phủ nước này cũng rất liêm sĩ nên họ không có vỗ ngực tự xưng là vì dân bao giờ cả. Câu hỏi đặt ra là tại sao chính quyền Cộng sản Việt Nam lại chặn đường lưu thông thực phẩm nuôi dân lúc ngặt này để làm gì? Câu trả lời là Cộng sản vừa không tin người dân, vừa muốn trục lợi. Đảng thà rằng cho dân sống khổ như súc vật để đảng đảm bảo thành tích chống dịch, chứ nhất quyết không vì dân để rồi đảng không an tâm về những cái danh hảo mà đảng theo đuổi. Đó là quy luật tất yếu. Cộng sản độc quyền báo chí và tất nhiên nó cũng độc quyền luôn cả truyền hình, vì truyền hình cũng là báo chí mà. Cấm báo chí tư nhân, nó mang hai ý nghĩa. Nếu nhìn ở góc độ chính trị là Cộng sản muốn nhồi sọ toàn dân. Nếu nhìn ở góc độ kinh tế thì Cộng sản muốn giật lấy miếng bánh quảng cáo khỏi miệng dân để ăn một mình. Vì nếu cho truyền hình tư nhân tồn tại thì tất nhiên miếng bánh quảng cáo ấy dân cũng được dự phần. Khi mạng xã hội xuất hiện, theo lẽ tự nhiên nó sẽ hút quảng cáo truyền hình về phía nó. Đó là điều tất yếu thôi. Càng về sau, miếng bánh quảng cáo trên mạng xã hội ngày một phình to ra, còn miếng bánh quảng cáo truyền hình thì cứ teo tóp lại. Vì thế, dù có độc quyền truyền hình, thì nhà nước Cộng sản cũng thấy rằng họ không thể nào duy trì được miếng bánh quảng cáo truyền hình như xưa nữa. Và với cái lòng tham không đấy, Đảng Cộng sản khó mà chấp nhận sự mất mát này. Vậy câu hỏi đặt ra là ai đã cướp miếng bánh quảng cáo truyền hình của Cộng sản? Đó không ai khác là hai gã khổng lồ của đế quốc Mỹ, Facebook và YouTube. Trước xu thế này, chính quyền Cộng sản đã cố tìm mọi cách để giật lại phần bánh đã mất. Chính vì thế mà năm 2019, chính quyền Cộng sản đã cho ra đời mạng xã hội Lotus với kinh phí đầu tư lên đến 1.200 tỷ đồng. Ban đầu họ rất là khoác lác, họ tính sau vài năm mạng này sẽ soán ngôi Facebook tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay, mạng này đã chìm nghỉm, xem như chiến lược giành lại miếng bánh quảng cáo theo cách này đã thất bại hoàn toàn. Ngày 10 tháng 7, trên báo VN Express có bài viết đề xuất siết hoạt động livestream kiếm tiền trên YouTube, Facebook. Bài báo cho biết hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đang cho soạn nội dung bổ sung Nghị định 72 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Mục đích là Cộng sản muốn ngồi không ăn phần tiền mà các YouTuber và các Facebooker đã bỏ công sức ra mà làm. Khi các bạn mua hàng ở siêu thị,
thì bạn đã bị siêu thị lấy đi 10% thuế VAT bằng cách cộng nó vào giá bán sản phẩm. Khi đó, siêu thị sẽ có trách nhiệm đóng thuế cho bạn, chứ nhà nước không có quyền bắt bạn phải đóng thêm một đồng thuế nào nữa cho cái sản phẩm đó. Tương tự như vậy, khi các YouTuber kiếm tiền, họ đã đóng một phần trong khoản thu nhập ấy cho công ty YouTube. Như vậy, nhiệm vụ của nhà nước Cộng sản là phải làm việc với công ty YouTube để buộc họ chia lại phần lợi tức ấy, chứ không phải là đè cổ các YouTuber ra để mà trấn lột họ. Công ty YouTube và công ty Facebook kiếm tiền ở thị trường Việt Nam thì nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt họ phải đóng thuế như các FDI, các công ty nước ngoài khác chứ. Thực tế thì nhà nước Cộng sản Việt Nam không đủ khả năng buộc hai ông lớn công nghệ kia chia lợi nhuận. Vì thế họ đành đè cổ các YouTuber và các Facebooker ra mà trấn lột. Cộng sản là như vậy đó. Họ luôn chọn cách nào dễ dàng để làm, chứ không bao giờ họ chọn làm cách đúng. Vì thường cách làm đúng bao giờ cũng khó. Thằng đại gia nó đang trốn thuế nhưng không có cách nào bắt nó nhả tiền. Đành quay sang trấn lột những kẻ thấp cổ bé họng. Trong cái cách hành xử này, nó vừa chứa sự vô năng và cả sự khốn nạn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Anh Chi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn quý vị trong lần phát hành sau.